Chào tất cả các anh nhé à, Không hiểu sao mỗi dịp à, Xuân chuẩn bị về từ 1 đến 2 tháng là em lại rạo thực đến như thế Bởi vì à, những dịp Xuân chuẩn bị về thì hàng nhà em đi một cách chóng mặt Đặc biệt là những cái dòng đu phông Thì hôm nay em lại có một mẫu đu phông để muốn giới thiệu đến các anh đây Một cái sản phẩm khá là độc đáo Như các anh thấy à, Ở trên bề mặt của chiếc đu này được khắc hoa văn ở hai góc à, Dọc theo thân thì được khắc logo ST Dupont Paris Là ba dòng chữ Khá là độc đáo mặt sau cũng thế, mặt sau cũng thế. một cái sản phẩm hoàn toàn mới. cái con hàng này thì trước đây thì em đã từng giới thiệu nhưng mà sau một thời gian vì nó quá cháy hàng, thì hôm nay thì hàng mới về lại, thì em cũng liền mang ra để giới thiệu đến các anh luôn. một mẫu đu vông khá là hay, các anh có thể nghe tiếng, tiếng con này thì khá là chất bởi vì nó không có một chút sơn mài nào. cái lớp mạ này, các anh nhìn thấy lớp mạ này, lớp mạ này khá là bóng nhá. Lớp mạ này cực kỳ bóng, sản phẩm cực ok. Tất cả các cạnh đều được mạ một lớp vàng bóng, một lớp vàng công nghiệp khá là hay. Chất lượng đánh nửa thì không phải bàn cãi gì về dòng đu bông này nữa rồi. Nó cũng chẳng kém cạnh gì những cái sản phẩm đu bông D38 màu đen xước mà một siêu phẩm trước đây em đã từng giới thiệu đến các anh phải không ạ. Đây, anh nhìn thấy cái hoa văn những mẫu hoa văn này được khắc sâu, khắc sâu vào bật lửa. Nhìn từ xa thì không nó như một tuyệt phẩm vậy. Đây là một tuyệt phẩm chứ không phải một chiếc bật lửa nữa. Quá là hay ạ. Dù độc đáo như thế nhưng sản phẩm em chỉ bán với giá là 650.000 thôi. Để lại ngay số điện thoại để dưới phần clip này em sẽ liên hệ lại và tư vấn đặt hàng cho các anh ngay nhé cảm ơn các anh